Mua nick liên quân, Free Fire, PUBG siêu bài giá rẻ, truy cập ngay funnygame.vn. Có thể nói thì Sniper, hay còn gọi là súng bắn tỉa, là một trong những dòng vũ khí gây mê hoặc nhất trong thế giới của các tựa game bắn súng FPS. Trong PUBG hiện nay, cũng có khá nhiều khẩu Sniper, từ DMR cho đến SR. Tuy nhiên, thì các anh em vẫn luôn khao khát là một ngày nào đó, PUBG sẽ cập nhật thêm một khẩu súng bắn tỉa mới để thay đổi không khí trong game. Vậy thì sẽ ra sao để trong tương lai, PUBG sẽ thêm vào các bản đồ một trong những khẩu súng bắn tỉa mạnh mẽ nhất trên thế giới hiện nay, khẩu Tinel NTW-20. Tinel NTW-20 là một mẫu súng trường bắn tỉa hạng nặng của Nam Phi, được thiết kế bởi Daniel Matcham. Mục đích thiết kế của nó là dùng để bắn phá các khí tài, trang thiết bị để làm tiêu hao sức chiến đấu của kẻ địch từ khoảng cách mà chúng không thể phát hiện và đánh trả. Đồng thời thì cũng phải thật cơ động để có thể triển khai và rút lui nhanh chóng. Tinel NTW-20 có thể bắn được 3 loại đạn với cỡ từ là 14.5 cho đến 20mm tùy theo loại nòng súng mà nó sử dụng. Khi sử dụng nòng NTW-20 thì khẩu súng này có thể khạc ra những viên đạn 20mm với vận tốc lên đến 820m/s, tức là gần gấp 2,5 lần tốc độ của âm thanh. Với mức năng lượng đầu nòng lên đến 40.000 joules, viên đạn 20mm sẽ dễ dàng găm nát bất kỳ thứ gì như là máy bay chưa kết kén, cột viễn thông, bệ phóng tên lửa, radar, đĩa vệ tinh hay thậm chí là cả xe bọc thép. Anh em nên nhớ là với khẩu súng huyền thoại Barrett M82A1 anh em vẫn thường biết thì thường là chỉ sử dụng đạn 12.7mm, nên chắc chắn với những phát đạn 20mm thì sức hủy diệt của NTW-20 là kinh khủng hơn rất nhiều nhá. Nói sơ qua vậy để anh em có thể tưởng tượng ra sức mạnh của NTW-20 là siêu khủng khiếp đến cỡ nào. Và chắc chắn là với sức mạnh hủy diệt của mình thì nếu như được đưa vào trong PUBG, NTW-20 sẽ dễ dàng bắn nổ bất kỳ chiếc xe 4 bánh nào có trong game như là UAZ, Dacia, Buggy. Và chỉ cần nghĩ đến cảnh là cả team 4 người ngồi trong một con xe 4 bánh chạy bon vào bò và bất ngờ dính ngay một viên đạn 20mm rồi nổ tung ngay lập tức, là thôi, chắc chắn không bao giờ dám ngồi trên xe ở trong game nữa. Thậm chí là với siêu xe bọc thép BRDM2 thì có lẽ cũng không cần quá 2 viên là đã có thể tiễn người ngồi trong xe lên bảng điểm số. Để cho anh em dễ hình dung hơn về độ lớn của một viên đạn 20mm thì mình sẽ cho anh em xem một video so sánh nhỏ giữa kích thước các loại đạn phổ biến nhất hiện nay. 20mm tức là bề ngang 2cm đấy anh em ạ. Vừa to, vừa dài, lại còn mạnh, chắc chắn là các anh em sẽ rất thích, mà chị em cũng thích đúng không? Sở hữu NTW-20, anh em gần như sẽ vô địch thiên hạ với khả năng one shot one kill dù là ở khoảng cách bao xa, có thể lên tới cả km. Và tất nhiên là anh em phải có ống ngắm 15x thì mới có thể nhìn xa đến như vậy. Bắn xe một phát thì nổ luôn, nên không cần phải bàn cãi đến việc bắn người anh em nhờ. Nếu dính một viên đạn 20mm vào người thì phải nói là tan xương nát thịt. Và nếu như có một tình huống nào đó, có nhiều người cùng xếp thành một hàng thẳng thì yên tâm đi, NTW-20 cũng dư sức xuyên hết cái hàng đó. Nghe thì có vẻ là hơi mất cân bằng, nhưng mà rõ ràng là một phát nổ xe thì không có lý gì mà một phát lại không được một mạng. Trừ khi là anh em bắn vào đầu ngón tay hay là đầu ngón chân mà thôi. Súng mạnh thì rõ ràng là không dễ kiếm một chút nào cả. Và nếu như được đưa vào trong PUBG thì khả năng rất cao là NTW-20 sẽ nằm yên trong hòm thính với xác suất xuất hiện là cực kỳ thấp. Và có khi là anh em lút cả chục hòm thì may ra mới có một lần lút được siêu phẩm này. Và biết đâu được lúc đó thì AWM lại không còn là niềm khát khao số 1 của anh em nữa và được đưa ra khỏi hòm thính thì sao? Tất nhiên là tất cả những điều mà Toại vừa kể ở trên đều chỉ là giả thiết mà thôi. Việc đưa một khẩu súng bắn tỉa chuyên bắn các loại xe bọc thép vào trong PUBG là điều bất khả thi và rất khó có thể xảy ra. Video mà anh em đang xem cũng không phải là PUBG PC chính gốc, mà nó chỉ là một phiên bản được làm lại dựa trên nền tảng đồ họa Unreal Engine 4
của một người dùng đến từ Trung Quốc. Đó là giả thiết mà tôi đưa ra. Còn đối với anh em thì sao? Anh em nghĩ thế nào nếu như khẩu siêu sniper NTW20 được đưa vào trong PUBG? Anh em còn muốn là PUBG sẽ cập nhật thêm khẩu súng nào nữa thì đừng quên là comment ý kiến bên dưới video này nhé. Và nếu như anh em thấy video này hay, đừng quên cho tôi một like, một share và một subscribe. Chúng ta sẽ còn rất nhiều các giả thiết với những khẩu súng siêu khủng được đưa vào trong PUBG. Đừng quên nhấn subscribe để ủng hộ tôi tinh tế và theo dõi các thông tin game mới nhất nhé.